các bạn, chúng tôi đang đến chỗ nhà khách hàng để kiểm tra phần cốt thép. Các bạn đang xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân nhé. Thì chúng tôi đang ở qua phà Đồng Việc ở chỗ Bắc Giang này các bạn nhé. Công trình đơn vị tôi thiết kế này, đến kiểm tra phần cốt thép các bạn. Rồi mời các bạn cùng tôi tiếp tục nhé. Hôm nay đi công trình thì có lái xe công ty này và kiến trúc sư Bình. Các bạn nhìn cái vị trí phía trên là khu vực phòng khách này. Đấy, cái vị trí quán thợ đang đứng đấy khu vực khách. Còn cái lối này đi lên khu vực vào bếp. Vào bếp còn này, cái chỗ này là phòng ngủ master các bạn nhé. Có 3 ô cửa sổ, 2 ô cửa sổ, 4 ô cửa sổ to đó, phòng ngủ master. Còn phía đi ô này chúng ta đi vào bếp. Mua thức ăn thì chúng ta đi lối này vào bếp. Và cái phía này chúng ta đi vào phòng khách. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tôi đi vào bên trong khám phá không gian các vị trí của phòng nhé. Từ đầu ngón tay chỉ đây sang bên kia là 11,5m, chiều sâu nhà 11m, gồm có 3 phòng ngủ, một phòng khách kết hợp với phòng thờ và khu vực phòng bếp với phòng ăn, nhà vệ sinh. Và hồ sơ bản vẽ thì tôi sẽ để ở bên cạnh cho các bạn theo dõi. Mời các bạn để vào tour để xem cái phần thô của nhà trước. Các bác thợ đang ghép cốt pha và làm thép phía trên các bạn nhé. Đây cái hành lang này, cái phần bể phốt ở ngay dưới giềng này. Đấy. Đây là khu vực phòng này là phòng master, phòng ngủ rất là rộng. Ở đây các bạn, lối này chúng ta sẽ đi lên là khu vực phòng bếp và đây có lối ngõ này. Ở đằng sau nhà có cái ao nữa nhé. Rất là rộng luôn để chúng ta đi sau nhà trước này. Đây sau nhà ao rất là mát. Do cái điện tiết ao nên khu nhà này là ép cọc các bạn nhé, sử dụng ép cọc hết. Đây là cửa khu vực phòng bếp này. Đấy. Hai cửa sổ, hai phòng ngủ, phía trên đang ghép cốt pha, phần mái đua ra vượt ra đến đằng đấy các bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ cùng tôi đi vào bên trong không gian nhà, nhìn lại một lần nữa. Đây, chúng ta sẽ đi vào bên trong để khám phá cái không gian, diện tích từng phòng nhé. Đây, chúng ta sẽ bước 5 bậc này, lên đi vào trong này là khu vực phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đây, các bác đang giảng. Đây là khu vực này, khu vực sảnh hiên. Và bước vào bên trong này, đây là khu vực sau này là khu vực phòng khách ấy. Chỗ góc bác thợ ấy là khu vực phòng thờ. Các bác đang giằng cái khu vực cốt pha để mai đổ bê tông. Và cái lối bác vừa vào đấy là phòng ngủ. Sang phía bên này thì đấy, đây là phòng ngủ này, phòng ngủ master có phòng vệ sinh khép kín bên trong. Và thẳng cái hành lang này ta xuống khu vực bếp. Đây phòng ngủ master đây. Phòng này thì có, các bạn nhìn thấy có cái phòng vệ sinh ở đây. Các bạn đây, khu vực này, khu vực giường có 3 ô cửa sổ, 2 ô cửa sổ phía này và một cái cửa sổ đại đi nhìn thẳng ra phía trước, 2 ô cửa sổ con để nhìn ra phía đường vừa ngoài đấy. Đây thì các bạn sẽ đến hành lang này, chúng ta đến đây là khu vực này là khu vực phòng bếp với phòng ăn này. Và đây là một phòng ngủ nữa. Đấy, cửa sổ vào khu phòng ngủ. Đấy, đây có cái cửa sổ ra nhìn ra hướng phía ngoài vừa rồi đấy. Đây là không gian bếp với là khu vực bàn ăn. Đây không gian bếp đây. Không gian bếp này. Khu vực bếp nấu đằng này. Ô cửa chúng ta nhìn ra đây. Và phía đằng này có khu vực nhà vệ sinh chung ở dưới đây. Và ô cửa sổ lấy ánh sáng ra khu vực phía ao.
Và đây chúng ta có cái cửa nách này. Để chúng ta mua thức ăn thì các bạn đi lối này, không đi vào nhà chính. Đấy, sẽ có bước 5 bậc lên đây. Đấy, cái phần công năng của công trình thì các bạn đã tham khảo hết. Đây cái phần thô xây tường gạch. Đây cái lỗ thăm lên trên mái phía trên. Sau này có kiểm tra test nước thứ chúng ta lên lỗ thăm được rồi. Và mời các bạn ta di chuyển ra phía ngoài. Đợi đấy anh. Mang mẹ lên trên thì thả xuống. Thả đi anh. Để lên nhảy xuống, anh trách cái đấy đi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn nhiều thành công cuộc sống. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân để nhận được nhiều các mẫu nhà vườn và những cái chia sẻ về những không gian ngôi nhà vườn mà thái đẹp.